Theo truyền thuyết kể lại, Đại lục Áo Đinh được chia thành bốn quốc gia cát cứ tại bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Trong thế giới này tồn tại một loại hồn thuật vô cùng thần bí cùng đầy rẫy những màn tranh chấp quyền lực, dục vọng hết sức kịch liệt. Trong bốn quốc gia, cấp bậc hồn thuật sư mạnh nhất được gọi là vương tước, mỗi nước sẽ có 7 vị vương tước, họ chính là đại diện cho sức mạnh của toàn bộ đất nước đó. Câu chuyện bắt đầu tại quốc gia ở phương Tây là Á Tư Lam. Chàng thiếu niên kỳ linh với bản tính thật thà, đôn hậu, vốn là một nhân viên của dịch trạm, trong lúc vô tình đã bị cuốn vào cuộc tranh đoạt hồn thú giữa các thế lực hồn thuật sư. Từ một kẻ chưa từng được dạy dỗ về hồn thuật, cậu được cho biết mình được chọn để trở thành sứ đồ của vương tước thứ 7. Cùng với sư phụ của mình, kỳ linh đã trải qua biết bao phen vào sinh ra tử. Những trận chiến kinh hồn bạc vía không ngừng xuất hiện trước mắt cậu cũng như những bí mật sâu xa về thế giới hồn thuật dần dần được hé lộ, rốt cuộc thân phận thật sự của kỳ linh là gì. Còn những tao ngộ thú vị nào trong thế giới hồn thuật sư đầy lạ lẫm này đang chờ đón cậu? Hãy cùng TV Audio CV tìm hiểu một siêu phẩm của tác giả Quách Kính Minh này nhé!